Vừa ra gãy hôm này nó ra được rồi nè, gãy hai con hôm nữa vừa ra được rồi nè cả nhà. Hôm này mềm lắm, dòng cái này. Ô có cua ha, có con bò miệng nè cả nhà ha. Đây cái này cũng không làm anh thất vọng. Trời ơi kìa, có con rùa nữa. Ôi chào cả nhà buổi chiều. Chiều nay thời tiết thấy không được tốt cả nhà, nên mình không qua đi đặt quái chuột. Hôm nay mình sẽ chuyển hướng làm cái này cả nhà ơi. Đây nhà thấy cái này cái gì không đó. Hôm nay thì mình sẽ chuyển hướng làm cái môn này nha. Và trước khi đi đặt mình không có nói tên nha cả nhà, thông cảm nha. Ôi ôi lại dặn ra dùm coi, bỏ cổng mà sao con gắn mối vô đây chết nữa nè. Đây cả nhà, đó. Để trong lục chuẩn bị review mấy cái chấm này. Chiều nay mình chơi môn này nha, bây giờ bắt đầu mình đi làm mồi thôi. Đó, hàng này là hàng chất lượng Việt Nam. Cái này là cái đít dặn được luôn nha, đít hôm gì là dặn được hết nha. Đó, đó cái đít, cái này cái đầu hôm nè. Cái đầu hôm cũng dặn ra được luôn nha. Cái này mình mua ở trên Shopee á. Đây, cái hôm nó đây. Cái này mình thử đặt cho 10 cái thôi cả nhà ơi. Này mình mua có 10 cái à. Này chuyển hướng không đi đặt bẫy chuột nữa. Trời mưa gió này đặt bẫy chuột không có. Đây mình được đây 10 ống nha. Thì mồi đặt của mình thì mình đặt mồi cua với ốc thôi nghe nha. Cua với ốc mình bầm mình trộn vô mình đặt. Giờ mình đi dỡ mấy cái lờ cua. Hồi trưa mình đi đặt. Sáng mình có đặt mấy cái lờ cua vòng vòng cái mương rau muống này cả nhà. Hiện nay mình đặt vòng vòng nhà nha, nó mấy mương rau nhút nè, mấy mương nước ngập này nè. Đặt vòng vòng nhà thôi. Giờ trời bắt đầu chuyển mưa nữa. Để ra thăm cái lờ ra. Kiếm vài con á. Nhóc luôn á, không có. Không biết nó có vô hay không. Có nhúc nhích, có nhúc nhích. Đây không thấy con nào trên trời. Ơi một em hai em ba em. Anh lấy cái thùng anh đi, em đặt cái lại gì mới. Anh cầm bỏ vô thùng anh cho mượn. Đặt lại à? Đặt lại chứ. Trời ơi ngồi đó nó đâu ăn được đâu. Không ăn được đâu. Cái đầu tiên được 3 em cả nhà ơi. Kiếm chừng vài em bầm được rồi. Tụi mồi trong cái bịch đó hả? Ừ. Cầm hai cái luôn, cầm hai cái là cái ống. Ừ, cái, cầm vũ xuống là cái ống nó chạy xuống. Cầm hai bên luôn, vũ xuống là cái hôm nó chạy xuống. Ồ, bầm cái sạch. Rồi. Rồi. Ồ, được 3 con. Mới đặt từ trưa nè. Đang cái nữa cả nhà. Em đặt ôi này ngon. Cái này thấy có chạy à. Này là mới chiều nay thôi đó. Ừ. 4 con cả nhà ơi. Ngon không? Thấy anh cho nó anh. Nó ra trước. Ừ anh, rồi đó cho nó thòng xuống một đầu. Nó ừ cho nó thòng xuống một đầu, cái đầu trên vũ. Mới học việc cả nhà. Còn con nữa. Ủa còn mấy con hả? Ê đây nè. Ê. Văng lên camera luôn. Anh bỏ cục ngồi vô. Vũ nhẹ nhẹ thôi. Anh bỏ cục ngồi vô túi á. Bỏ ngoài này nó lôi ra nó cầm nó. Ở ngoài nó không vô mà nó cắn cái banh lợ hết trơn. Bởi vì thiết kế cái túi này cũng độc. Hồi trưa thằng kia xịt mấy ớt bự bự không.
đèn cái nữa cả nhà. Cái góc này góc huyền thoại nè, trời ơi cua bay nó bu vượt mồi. Ngon không? Dễ ăn không? Dễ kiếm ăn không? Này là 6 con luôn trời. Như đây lũ rồi. Như đây em đặt 20 cái ăn. Ủa có 10 cái ăn chúng là được rồi. Anh sao anh làm thấy khó khăn quá anh Minh? Trời ơi, lấy không có đâu có chi. Đó. Con nào lấy chà bá luôn. Con nào lấy gạch không? Rồi. Rồi rồi, nó con nó kẹp bá, con nó bự đó. Không, thấy không? Rồi. Rồi, được rồi. Đó. Hết rồi. Ba cái hả? Thấy. Nãy thấy nắm nhiều mà. Ba cái đi. Còn một cái. Như đây đủ rồi, mồi đặt rồi, lấy cho nhiều. Hai cái kia đi anh rắn qua hai cái kia là hai kia múc bên ruộng bên đây nè miếng đi rồi sẵn đây em bắt mấy con bắt mấy ngóc luôn nè. Chiều nay sẽ làm một môn đổi khẩu vị cho cả nhà mình xem cho nó vui. Ở đây chứ ở đây gì không có chứ ốc này là đầy luôn cả nhà. Ai mà muốn ăn thì lên đây liên hệ em chút xíu là ăn mệt nghỉ. Mày bự không? Thôi cái nhà. Đây là thành phần mình làm mồi đặt chấm hôm nay nha. Mình mới đi dở được mấy con cua. Cua ngon hết biết luôn. Đó, nhìn bắt số ốc. Đơn giản vậy thôi. Với một bịch miếng ngũ vị hương nè. Với nửa thép tỏi. Với trái ớt. Như đây thôi cả nhà, mình đặt cái nhà mình ăn á, nên mình đặt không có đặt thuốc không, mà không có mồi gì nhiều, mặt đơn giản thôi. Đó, giờ mình bầm mồi nha. Còn cua mình không có quay cua thấy nó nguy hiểm nên mình quay đập mấy ngóc thôi. Cho trái ớt nữa cả nhà. Bài mồi này sư phụ chỉ. Chọn miếng nha. Cái gì vô cho nó thơm cả nhà. Đó. Đây đi. Rồi trái cây trộn lên. Này mình đập 73 thôi cả nhà. 73 xong rồi mình không có bầm nhuyễn. Mình hủ khoảng nửa tiếng là sao là mình đi đặt luôn á. Ở bên kia có cái đám sinh nhật nãy hát còn hết trời. Rồi rồi dặn lại bây giờ phải chuẩn bị em đi đặt nha. Đi đặt rồi sáng mai em quay đi khúc đi dở cho cả nhà mình cùng xem giải trí cho vui nha.
để dặn cứng lại nha, cứng lại sáng mai em đi thăm, em sẽ quay lại. Ở đây em đặt có 10 ống thôi nha cả nhà, nó hẹn cả nhà video sáng ngày mai nha. Rồi em cũng xin chào cả nhà mình vào buổi sáng nha. Thì sáng hôm nay em không có đi thăm mấy chuột nha nha, hôm nay em đặt mấy cái 15 cái lợi cua với 10 cái chấm lương nha. Thì hôm nay em đặt cái cua thì em đặt dưới cái mương rau muống này, muốn này là trước cửa nhà em luôn nha. Đó, đây là cái lợi cua em đặt đây nè, đặt đây cái đặt dài dài cặp hai mấy mương đó, dưới qua ruộng muống bên kia đó. Thì nay em đặt sát bên nhà luôn, đây nhà của em, đây nhà em ngay chỗ cái xe đỏ tay nè. Thì nay không có đi xa, không có đi gặp cái chuột, hồi giờ xin mời cả nhà mình cùng đi dở chấm lương nha em nha. Thì chấm lương em đặt ngoài kia sang xíu, bây giờ mình lên xe mình đi tới chỗ rồi em dở, rồi em quay lại cả nhà mình cùng xem giá chế cho vui nha. Thì đầu ngày mới cũng xin chúc cả nhà mình một ngày thật là nhiều may mắn. Rồi, nãy giờ em cũng đi ra tới chỗ cả nhà, hôm nay mình đặt thử 10 cái chấm lương không biết kết quả như nào cả nhà. Em thì đó giờ em cũng mấy cái chiên săn bắt này em dở lắm, tại vì mình đam mê. Nhất thứ hai nữa do mình bẫy chuột á, ngày nào cũng đi bẫy chuột hoài thì cũng nhàm, để nên nay mình đổi khẩu vị, đổi môn săn bắt cho cả nhà mình xem giải trí cho nó vui nha. Thì cái nghề bẫy chuột của em là nghề chính cả nhà, còn này là em chỉ làm xen vô thôi nha. Đó, bây giờ tới cái đầu tiên nè, nhà thấy cái đầm lầy này im lắm nè, mà không biết có dồi không, không biết em làm mồi có đạt hay không. Hôm qua đi đặt với ông chú ba thấy nó im ru rồi ta. Đây tới cái đầu tiên đó nha, không có nhà đây, không có con gì cả nhà ơi. Rồi cái nhà cái mẻ vùi ra rồi, vùi ra gãy hôm nhà nó ra được rồi nè, gãy hai con hôm để vùi ra được rồi nè cả nhà, hôm này mềm lắm rồi, hiểu rồi nè cả nhà thấy không, gãy hai con hôm để vùi ra được rồi. Này là sảy rồi chứ không phải là không có vô, mà để luôn đi. Đi đặt lương thì nó cực hơn đi đặt chuột nhiều, đặt lương phải lội bùng lội sình, lâu lâu mình trải nghiệm thử một bữa. Này cái này là ông sư phụ chú ba gắn đặt, cái tấm lương kia là có vô nhưng mà ăn xong mới lòng. Cái này xin sư phụ đặt thôi, hy vọng vô sư phụ ơi. Rồi ra luôn rồi nha, nè thằng nhà thấy không, có vô chứ không phải không có đâu, nhưng mà ra luôn. Giờ cái hôm này dở thôi, dở chị luôn đi, đặt cái gì nữa, gãy hôm hết trơn, cái nào cũng gãy trơn. Em tính đặt lại mà thôi, đi cái về kiểm tra lại coi, như là có luôn, vô ăn xong rồi nó chui ra gãy hay không. Rồi giờ đi thăm lợi cua, thăm lợi lương chất quất, vớt lại mấy cái lợi cua nay đặt trong vòng nhà, mưa nước dở ngập hết. Thì đặt cua về nấu bún riêu, đây có đặt cái vòng cái này. Ồ, có cua ha, có bò miệng này cả nhà ha. Đây được mấy con đây, ui ừ con bọn ạ, bốn con
đây sát bên nhà luôn. Đặt đâu chi xa, đặt kế nhà nó cũng vô ào ào. Cái ruộng này là cái mương này cua dữ lắm nè, không biết có không. Rồi, được một anh luôn. Cái nào còn mồi cũng ngâm lại luôn. Lâu rồi không đi đặt lại cua. Hai cái à. Sáng thăm mấy cái hôm lương đó là nó bị xé hôm nó ra cả nha. Ồ cái này nhiều à. Cái này nó chạy bồn bộn quá nha. Đó. Ừ, này một con. Ba con, bốn con. Năm con. Thấy con kia đi. Năm con. Rồi bánh ra muốn ba ba hết ba ba. Ôi cái này cái nhà heo mới lên ngậm cục mồi tha chạy. Em chỉ bắt được cua thôi. Cái này cua ơi. Cái này được hai con nữa nha. Kệ đi. Hãy quanh đó đi, hồi qua anh kia mình đấu luôn. Hai con. Lâu lắm mà không đặt lại mà. Đặt lại nó cũng nhét. Cái này cái nữa. Đây hay có nè, nhà heo. Đó, mấy con. Ồ, này được 4 con. Kệ, qua anh kia đi. 4 con. Đây, cái này hôm qua dính nè, mới nè. Này có gì không? Hôm qua dính rồi cái mồi nó hết nhạy cả nhà. Còn thấy nó chạy. Còn cái nữa. Ôi trời, trời sao cục mồi nằm yếu ngu vậy. Trời ơi. Được hai con nữa. Duyên con cá sặc. Qua đó luôn. Rồi đồng mương này có hai cái nữa. Hai cái này, cái bến này là cái bến quyền thoại nè. Đầy cá dữ lắm. Không biết có vô. Ồ cái đó ngọt, cái đó hay nhất nhất nhất. Cái này sao đấy. Ừ cái này hay. Đó. Sướng sướng. Ui. Cái này cũng không làm anh thất vọng. Trời ơi kìa, có con rùa nữa. Sao lúc nào cũng có con rùa hết ta. Này chắc mình đặt nó. Nó vô nè. Thôi bỏ qua anh kia luôn đi. Bỏ họ chút đi. Này để dành cho anh Nghĩa. Nghĩa có coi được thì có bắt rùa đi em. Điện thoại em liền nha. Hay cua, cua lên tới miệng luôn. Thì được mấy con đây mà làm dữ vậy. Trời cũng ngon đó nha. 4-5 con. Ở nhà con này có bằng gầm cái lóc. Em gầm. Đây còn cá nhiều lắm. Mà em không biết xiệt. Thôi còn mấy cái nó dở hết rồi đó nha. Ồ, cái này hay nhúc nhích nhiều á. À. Đó, cái nhà thấy không? Mới là tới là hay động nước rồi đó. Được mấy con mà làm dữ vậy? Ê, có gắt không? Rồi, giờ mình gom lợn cũng xong rồi cả nhà. Cái thì có dính được con, hai con. Này, cái này. Dính được 3-4 con. Bây giờ chút nó ra nha. Chút ra có con tay à, không có quậy được nữa nha. Hôm trước bỏ vô sô này, chút xong rồi em quay thành quả nha. Con này là bữa nay bị chết rồi nha cả nhà. Chết là lý do là nó bị nó không phải là không dính. Vô rồi mà nó ra được. Vô nhưng mà nó ra được nè cả nhà coi nè. Gãy hôm hết trơn nè. Giờ người chơi là coi như là... gãy 5 cái. Vô 5 ống này là gãy 5 cái nè, nó gãy hôm hết trơn nè. Bữa nay chết, chết chịu luôn. Rồi, là tới rồi. Chết
cua. Bữa này đặt một năm rồi đó, năm rồi ăn quá trời cua luôn á. Em lấy thành quả ra cả nhà. Thì hôm nay đặt 15 cái lợt cua. Nãy giờ rút ra đó, được như đây. Mấy cá sặc nè chú. Vừa bầm luôn không? Mấy cá sặc nè bầm luôn đi. Cái con đâu có làm gì. Bỏ vô lên. Có mấy con. Đấm mấy con khô rồi. Đấm mấy con gì để mấy con đó họ đặt lại cái hai cái là. Nè còn mấy con này chú Phan từ từ. Con nhóc nè. Còn nhóc nó cái vậy chứ còn khá nhóc. Đây chắc đựng ký cua vậy ha. Còn cua này là cua thấy cua này. Đâu rồi, cua cái đầu đâu đâu rồi, khế chưa. Cua này cắn. Em cắn không? Không cắn. Này đây được con cua anh Nghĩa ơi, cua anh này. Có nuôi thì chiều nay có xem được video á thì điện thoại em liền nha. Để hôm giờ em điện thoại anh hỏi có nuôi thì em giữ lại rồi kêu pha ghé bắt. Rồi hay được như đây cả nhà, quả của em nè. Để em chút vô em cân thử nha. Ừ, nặng á. Rưỡi 40. Được 1 ký 1 ký rưỡi 40 gram. Lương á hả? Lương. Rồi được 1 ký rưỡi 40 gram cả nhà. Thì hôm nay em cũng đã giả lời cua xong rồi. Lương thì bị bể nợ rồi. Lương không vô à. Lương thì bị xé hôm hết rồi. Nên thành quả nó không có. Rồi bây giờ video hôm nay dở lời cua của em cũng xin đây xin kết thúc. Rồi chào cả nhà nha, hẹn cả nhà những video tiếp theo. Lâu rồi không có lên video cả nhà ơi.